Hôm 16 tháng 11 năm 2024, Quốc Phương và Nguyễn Quang Nga bày trò lăng xê dân chủ trên Voa với tiết mục bình luận cuốn sách Từ phát triển đến dân chủ ở châu Á, nghĩ gì về triển vọng của Việt Nam. Theo đó, hai người này cùng chơi trò tung hứng dân chủ dưới góc nhìn thiếu khách quan, mượn chuyện xứ người để nói xấu và kích động xứ ta. Hai ông này toát yếu cuốn sách Sự biến đổi của châu Á hiện đại từ phát triển đến dân chủ. Nội dung đưa ra mô hình phát triển dân chủ của một số nước châu Á, chia làm hai loại, một loại điển hình là Nhật, Hàn, Sinh, phát triển dân chủ theo mô hình phương Tây nên đã dân chủ hóa thành công, kinh tế hóa rồng. Một bên là Trung, Việt, Cam, phát triển theo mô hình chuyên chế nên dân chủ bị bóp nghẹt, kinh tế kém. Thậm tệ nhất là ông Quang A khẳng định Việt Nam né tránh, không muốn dân chủ hóa. Ông này có đá xoáy vào thể chế chính trị Việt Nam, Trung Quốc độc đảng, dùng áp lực chuyên chế để cải cách, tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa chừng có lúc chuyên chế suy yếu sẽ bị dân chúng nổi dậy làm sụp đổ chế độ. Ông ta còn đem chuyện dân chủ tuột lùi trên phạm vi toàn cầu để dự báo tương lai ảm đạm dân chủ. Ông này còn đòi yêu sách hãy để cho dân chúng tự tay bốc thăm bầu ra quốc hội. Nói chung, luận điệu của ông Quang A là một mớ hỗn độn, hầm bà là giữa kiến thức lịch sử với kiến thức chính trị, giữa kinh nghiệm châu Âu với châu Á, từ đó áp đặt sơ cứng vào tình hình Việt Nam, móc khoái ông Tô Lâm đem chuyên chính công an đàn áp dân chủ. Cư dân mạng chẳng ai còn xa lạ gì ông Quang A. Giới trí thức cũng thấy bất bình vì ông này ngày một gia tăng hàm hồ phát ngôn cổ súy cho mạng xã hội đen, mang đầu óc tư duy bài cộng, úp mô hình dân chủ phương Tây hòng thay đổi thể chế chính trị Việt Nam. Có lẽ là vì ông ta suốt ngày đeo kính đen nên nhìn vào thể chế chính trị Việt Nam toàn thấy màu đen. Bên cạnh đó, Voa cũng không ngừng lôi kéo, thúc đẩy tự diễn biến trong một số người thuộc giới trí thức bấp bênh lập trường chính trị. Ông Quang A là một trong những người đang gây tổn thương lòng tự trọng của giới trí thức nước nhà. Tấm gương lớp trí thức Tây học từng được cụ Hồ vời về giúp dân dựng nước và giữ nước ngay sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thực sự là gương sáng vì nước mà bỏ qua lợi ích bản thân nơi trời Tây. Họ đã để lại cho đời sau nhiều giá trị cống hiến, cần noi gương. Ông Quang A và một số trí thức người Việt đang sống ở nước ngoài thay bằng hiến kế phát triển đất nước một cách chính trực, thì lại đem lời nhà bàn về cách thức thay đổi thể chế chính trị, nhập khẩu mô hình dân chủ phương Tây. Điều đó có nghĩa là Việt Nam phải xóa bỏ sự cầm quyền của Đảng Cộng sản, để cho dân muốn bầu ai làm người đứng đầu đất nước thì được bỏ phiếu trực tiếp, để cho ai muốn chửi bới chế độ thì cứ mặc sức tung hoành. Dân chủ theo kiểu đó thì thực là vô chính phủ. Nhìn lại những kẻ từng bị cơ quan chức năng sờ gáy, đều có hồ sơ đen, mượn danh đấu tranh vì dân chủ để chống phá đảng, nhà nước. Giả sử, có một cuộc trưng cầu dân ý về việc hỏi dân có muốn thay đổi chế độ theo mô hình dân chủ phương Tây, thì chắc cũng chỉ được một số ít những kẻ đội lốt dân chủ để chống cộng. Còn đại đa số người dân đã trực tiếp bỏ phiếu lựa chọn mô hình dân chủ cho mình từ cách nay gần 95 năm. Bấy giờ, nền dân chủ mà thực dân Pháp nói một cách hoa mỹ là khai hóa văn minh cho dân An Nam đã bị Nguyễn Ái Quốc phơi bày bản chất qua bản án chế độ thực dân Pháp